mới nói đi là cái thằng nó không lính vụt bả, nó mới thấy qua cho chạy chừng 500m rồi là nó đụng người ta chết vậy đó, chứ bả đâu có nói là cái thằng đó thằng kia là thằng lơ của bả, là thằng này nó thay, nó mới có bằng chừng khoảng không được tháng rồi đó, là cái thằng kia nó mòn mỏi rồi nó mới thay qua chạy chưa được 500m là nó quýt. Vậy là cái thằng tài xế giao cho thằng chị là đi lơ nó lấy phụ đó phải không? Lấy phụ là chạy chưa được 500m nữa là nó kể lại, bà kể là chưa được 500m nữa là nó đụng ta. Đó là bà chủ của xe. Dạ. Thằng lính ruột quá thì nó mới thấy đó. Nó thấy qua thằng kia. Mà chú có hỏi là cái bà chủ xe đó hồi đó về thằng Lê đó nó có biết chạy xe không? Thì bà nó mới có bằng chừng tháng mấy nay, bà nói có bằng chừng tháng mấy nay. Mới có bằng tháng mấy rồi hả? Ừ. Dám thuê giao chạy luôn trời. Nghe nói thằng kia mòn mỏi gì đó rồi nó mới thay chạy được chừng khoảng 500m rồi nó quất á. Ý là người gây tai nạn là tài xế phụ thôi. Tài xế phụ thôi. Không phải là tài xế chính. Ừ. Tí là cả lắm, chào mọi người và các bạn. Thì mà các bạn ơi, thì một cái vụ việc mà hai vợ chồng mà đi mua hột vịt mà đã xảy ra một cái tai nạn rất là thương tâm đó. Thì đã bị một chiếc xe tải đã đụng vô để mà hai vợ chồng qua đời tại chỗ nha. Thì các bạn thấy là trong gia đình thì bữa mà hai vợ chồng mà xảy ra một cái tai nạn đó là ngay chân là ngày mùng 6 tây tháng 10 nha. Thì ngày 8 tây tháng 10 thì cũng đã đưa cho hai vợ chồng đi ăn nghỉ cuối cùng rồi đó các bạn. Thì nhà của anh với chị mà gặp một cái tai nạn là ở chân là ấp Vinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh nha. Thì bây giờ Tí La Cà Lâm sẽ hỏi lại là những người dân sẽ kể lại vụ việc mà hai vợ chồng đi mua hột vịt mà tại sao hai vợ chồng này qua đời cho mọi người cùng nghe nha. Chung bạn bả nè, mới nói là cái thằng nó không lính vụt bả, nó mới thấy qua cho chạy chừng 500m rồi là nó đụng người ta chết vậy đó, chứ bả đâu có nói là cái thằng đó thằng kia là thằng lơ của bả, là thằng này nó thay, nó mới có bằng chừng khoảng không được tháng rồi đó, là cái thằng kia nó mòn mỏi rồi nó mới thay qua chạy chưa được 500m rồi nó quýt. Vậy là cái thằng tài xế giao cho thằng chị là đi lơ nó lấy phụ đó phải không? Lấy phụ là chạy chưa được 500m nữa là nó kể lại, bà kể là chưa được 500m nữa là nó đụng ta. Đó là bà chủ của xe. Dạ. Thằng lính ruột bả thì nó mới thấy đó. Nó thấy qua thằng kia. Mà chú có hỏi là cái bà chủ xe đó hồi đó về thằng Lê đó nó có biết chạy xe không? Thì bà nó mới có bằng chừng tháng mấy nay, bà nói có bằng chừng tháng mấy nay. Mới có bằng tháng mấy rồi hả? Ừ. Dám thuê giao chạy luôn trời. Nghe nói thằng kia mòn mỏi gì đó rồi nó mới thay chạy được chừng khoảng 500m là nó quất á. Ý là người gây tai nạn là tài xế phụ thôi. Tài xế phụ thôi. Không phải là tài xế chính. Ừ. Cái này chắc cũng xui chứ đâu có ra đâu. Rồi hồi nãy cái bà chủ xe lên gia đình lên đông không? Đó. Gia đình lên 5-6 người. Mà lên người ta nói cái gì để người ta lo cho hết, mà bây giờ đó người ta đưa cho 50 triệu mà chủ nhà không có nhận, là bà chủ xe đó bà nói cái này là không phải tiền người ta bồi thường, cái dạng là người ta đưa cho đang trang trải thôi, chứ là không phải là tiền người ta đưa cho là để bồi thường như người ta ý người ta nói vậy đó. Lo ta mình được lo hậu sự chứ lo cái làm đám này, ha, lo trước mắt này, ha, là cái gì bồi thường để người ta tính. Bây giờ chú có hỏi là cái thằng chạy phụ đó giờ ở đâu không? Biết nó ở đâu không? Không có hỏi. Là
ông già bà già nó gì lên nhóc ở trên luôn, bên thằng chè phụ nó lên sáng dậy. Rồi, người thân của thằng chè phụ cái là ba mẹ rồi đó ha. Nói chung một chút nhất thì tao biết điều nên chia buồn cho đừng cái đi cái đó. Mà trên này tao cũng dễ. Dạ. Cũng ở Trà Vinh thôi nhưng mà khác huyện không? Ừ. Chứ hồi nãy mình không hỏi kỹ là cái xe đó là nó có chở ra hàng không hay là xe không? Xe không nó chạy về mà tuyến đường gì à? Bả là bả nói là nếu mà thằng tài xế lính ruột của bả là cái gì bả cũng ok cho nó. Kia là lính ruột nó mòn mỏi quá, nó thấy thằng bi thằng kia kể lại cho bả đâu mới thấy là chưa được chạy khoảng 500 mét là chạy ra tai nạn. Ừ, vậy là ông nội này không mới biết chạy chập chững gì vậy đó. Thì em cũng nghe nói là tránh chiếc xe tải khác. Ừ, tránh xe tải ra nó mới quất luôn, nó không thắng nó đặt ra luôn á. Chắc lúc đó quán hay giờ gần nó mới biết gần rồi, nó tới rồi không gần tới rồi. Rồi cái tháng ấy, như cái ga nó giống như hôm như ngày hôm qua xảy ra cái sự việc đó rồi anh có xuống dưới cái chỗ cái hiện trường anh có là lúc đó anh xuống là hiện trường sao rồi là lúc đó là thì xuống là xong chưa là chưa là chưa có công an lại luôn. Dạ. Là chưa có công an lại là anh thấy sao anh thấy thì một đứa thì nằm ở dưới cái lề rồi đứa thì chở đi vô cục kè cái xe thì nó nằm xúc lúc nó vô trong thì trong cái nhà rồi cọ vô cái nhà kia đụng vô nhà kia thì dịu cái nhà kia hết rồi. Dạ. Hết rồi thì cái xe nằm vô cỡ khoảng 20 mét trong lề lúc đó là anh xuống là còn hai chồng là còn nằm đó luôn không chở thằng chồng đi rồi. Dạ. Chồng đi còn hơi hớp á chở đi rồi là vợ thì nằm chùm chiếu. Em nghe nói là như là lúc mà gây ra tai nạn là chiếc xe tải là tông là văng là người chồng lên cái nền nhà thôi. Ờ, văng lên nền nhà ghê rồi. Văng lên nền nhà cái nền nhà đó thấy cao mà tại ta làm theo cái chiều cao của mình thấy đất bình thường nè người ta mấy cái nhà kia nó đang lên cao rồi cái đụng là trong khi đụng ở đó là cái văng phía dưới là con vợ văng phía dưới thằng chồng thì nó bay lên nền nhà. Dạ. Tại vì con vợ nó ngồi trước đó ba. Ừ, ngồi trước trong cái bi đông trước á. Tại nãy em nghe cô nói là chở cái thùng cần xét cần tiền phía sau. Ừ. Mà chưa có lấy, đang trên đường đi lấy thôi. Đang trên đường đi lấy. Đi lấy thôi mà vợ thì thường thường là ngồi trước. Ừ. Mà đang chở cái cần xét phía sau. Cần xét mà đang đường một dịch á. Nhưng mà nãy cô kia nói là anh hai chồng này nè cũng hẹn anh nào đi uống cà phê ấy cầu chào mi á. Bà mi. Bà mi. Ờ bà mi ha. Bà mi. Rồi hẹn uống phê rồi như mà anh đó anh hồi nói thôi hôm nay tao mệt quá tao không uống. Là khoảng có 10 phút sau là bị sự cố đó. Rồi. Cô nói đó phải anh đó anh uống cà phê là đâu có chuyện gì đâu mà chứ ra. Bây giờ nói chung ra không uống cà phê gì cũng vậy, uống cà phê cũng vậy nữa. Rồi bây giờ đi giả lên trên đường này mà lỡ nó hôn nó mắc tiểu mà dừng lại tiểu nó cũng qua khỏi tai nạn. Tới số. Ừ, tại cái số nó rồi. Số nó phải tới giờ giấc đó. Ừ. Mình trễ chừng 1-2 giây thì cũng không có bị. Ừ. Trễ 1-2 giây thôi cũng đâu có bị. Thì cô kia có nói gì đó. À, nghe nói hai chồng này cũng chịu khó mà ăn lắm ha chú. Trời hai chồng mà ăn là tức tiên không rồi đi bán chợ này chợ kia không ăn đi lắm. Rồi là cái người vợ là thường là nhịn ăn cho chồng với con luôn. Trời nó lo cho con, chừng con nó dữ lắm. Rõ đó nó hài tiện dữ lắm. Có nghe nhiều bà con chia sẻ nói là thậm chí đi bán một ly nước còn không dám uống mà. Ừ, nó vậy lắm rồi. Chồng á, nó cũng đâu quấy đâu, nó cũng đâu có ăn xài gì nhiêu đâu chồng á. Cái hà tiện lắm, hai chồng hà tiện lắm. Cái chị bà con nói bán cho trước cửa nhà chị á. Chứ nói là mua ly cà phê là cúng rồi mới được uống. Tại vì nó đỡ hao. Nghe nói cũng hà tiện ghê mà thấy cũng... Chứ thì đâu mà làm. Nhà lệ lắm rồi ông già. Bây giờ có vợ bé khác U Bình Dương. Rồi mà đem cái gì bảnh làm thì bây giờ ai đâu đốt nhang, đốt bọng. Tiệp này có anh em nhiều không? Anh em nhiều mà hai ba dòng con. Thành ra cũng giống như là ở rễ qua bên nhà chốt vậy ha. Thì nó hằng ngày thì nó ở đây nó đi quán buôn bán gì ăn uống ở đây rồi nó lo cho con nó rồi vậy đó rồi tối thì nó chạy về hay chồng về bán ngủ thì khuya đi quán nữa vậy đó. Con này là con riêng của Quyền đó. Con riêng của Quyền. Tiếp theo là con chung nữa mà nghe nói là thương lắm. Anh Tèm này thương con của vợ đó. Mà con của vợ cũng thương cái anh này lắm, thương lắm, mến nữa. Thương mà nó dám nói vợ nó kêu khổ tranh đi để nó lo cho cái này mà ăn học là chung đám hết luôn rồi.
nói chung là dưỡng mà dưỡng sao nhưng cũng tốt á. Tốt. Giờ đây nó theo chuyện gì đó. Tao chạy theo lưng. Cầm cái nhé giờ thấy đứt cũng á. Cầm nhé khóc từ bển khóc về. Rồi. Như bằng em nghe nói là ổng có bệnh tim nữa anh. Bệnh tim đó là sợ là ổng xỉu nữa. Thì tôi chạy sau lưng rồi nó cứ coi chừng nó có gì tôi biên dừng theo. Xỉu rồi đó. Tôi chạy sau lưng đó. Ổng mới luồn ten đây mà, luồn ten tim anh. Năm nay như là ổng 59 tuổi. 59 60. Ổng thì 59, cô thì 60 là lớn hơn chú 1 tuổi. Nhưng mà nghe sự việc này nè, ai mà không hết hồn quá anh. Tại vì đi một lượt hai vợ chồng luôn mà. Nghe chú Út chia sẻ là đợt này là không, ba mẹ nó mất rồi chắc cho nghỉ học sớm. Tại vì già đâu có, ổng phải 59, 60 tuổi rồi thêm bệnh trong người nó rồi đâu có tiền đâu mà lo cho cháu đi học nè. Cái chỗ này mới là gọi là cái vấn đề vì sao á, nó khó. Tại lớp 9 rồi nó lên. Học giỏi nữa, này nó học giỏi. Nghe nói lúc mẹ nó mới mất là nó đập đầu vô tường. Trời ơi, giống như là của nó thương mẹ nó hả? Quán, giống như quẩn quán ha. Quán. Ờ quán. Quẩn luôn. Đột ngột hai cha ma cha với mẹ ra đi lượt thì phải vậy rồi. Quán luôn. Dưới nó cũng suy nghĩ cũng nhỏ còn yếu á. Rồi cha mẹ dạy dạy rồi nữa sau này nó sống da rồi sao nuôi nó. Này nói chung là đủ thứ các kiểu hết đó, thì nó mới suy nghĩ ra quẩn. À, hồi sáng giờ em thấy nó bơ phờ, nó không ăn uống gì hết. Thấy đó. Lại thấy nó không ăn uống gì ăn cái rồi khóc cái đi nhìn cái khóc. Thì ngần cầu đau khóc đó mà. Thậm chí có khi mình hỏi nó cũng không gần trả lời đi. Cũng như là nó quá ấy rồi. Quẩn hồn rồi, quá sống. Nó quá hết sống mức quá rồi phải không anh? Tại vì còn nhỏ mà. Đi chứ. Giờ tại vì bán tới 9-10 giờ gì đó hết rồi, cái mẹ đi lấy gì vậy? Là ngủ rồi kia đi bán vậy đó. Đà La đi vô cây xanh thì có chỗ ngồi bán, nếu mà không hết thì chạy dài đi bán đúng không? Quá giỏi ha. Rồi đi bán xong mà ví dụ như hết hộp dịch rồi rảnh rỗi thời gian là đi mằng mướn nữa. Trời ơi, có nghe nói đi hái chanh đâu đó, đi mằng mướn luôn á, dưới ha, mằng mướn luôn á, làm nên cố gắng lo cho đứa nhỏ này học ha. Là mục đích để mà làm mà có tiền để mà lo cho con cái ăn học á. Quá giỏi. Rồi bây giờ cha mẹ mất hết thì đứa con của đồng viện thì năm nay mới 16 tuổi, 15 tuổi à. 15 mà học lớp 9. Ừ, đúng rồi, làm 15 tuổi. Chưa học hết học trung học. Thì cũng mới tù trường ở đây mà cũng tháng mấy nay vậy. Thì giờ các bạn thấy thì đây là mấy cái đứa bạn mà học chung của cái đứa con của anh Tiệp nha và Quyền nha. Đó thì tới để chia buồn cùng do gia đình nha. Bập bàn học lại rất là đông luôn. Và thầy giáo cô giáo luôn. Đó thì giờ các bạn thấy đó là những em học sinh nha. Tới để chia buồn với một người bạn. Thì năm nay là mấy đứa cháu này thì năm nay là mới có học có là lớp 9 nha. Nhìn cái đứa cháu bây giờ đó các bạn, thì giờ không cha và không mẹ luôn nha. Đang nó đang nó ngồi ở đâu là nó khóc ở đó luôn. Quá trời xót xa luôn. Tại vì một đứa cháu thì năm nay còn nhỏ mà nó rất là ham học mà nó học giỏi nữa. Mà bây giờ là ba với mẹ thì đã không may thì đã qua đời nha. Vậy các bạn thấy thì đây là những cái đứa bạn học của là cháu luôn nha. Những đứa này là năm nay là chỉ mới học có lớp 9 thôi. Mà lại thì ngồi thấy cái đứa con thì đứa con của anh chị đó thì khóc nha. Thì mấy đứa này cũng vẫn khóc theo luôn nha.
Thì mà các bạn ơi, thì sớm giờ đó các bạn thì tí là làm bạn thì cũng có quay cho bạn xem, thì hai vợ chồng đi mua hộp dịch thì không may thì đã bị một chiếc xe tải tông vào hai chồng nha. Thì hai vợ chồng qua đời tại chỗ. Thì đang thì hôm nay là những cái đứa bạn học của cô gái của anh với chị đó, thì hôm nay là đến để chia buồn đó. Thì quay sớm giờ cũng rất là dài rồi đó các bạn. Thì thôi giờ tí là làm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là làm đó các bạn, hãy cho tí là làm một cái chia sẻ, một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn. Giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.